Chào mọi người, thì hiện tại mình sẽ chia sẻ đến mọi người về cái củ hoa thực dược này. Củ hoa thực dược đối với một số vùng ấy mà thời tiết nóng hoặc là ở xa mà trồng hoặc là gửi cây khó, bởi vì nó cái thực dược nó hay bị thối, thành ra là trồng củ nó sẽ là một cái lựa chọn hợp lý và đúng. Đây là những cái chùm củ thực dược thì tầm bằng thời điểm khoảng tháng 3, tháng 4 thì bắt đầu là sẽ người ta sẽ đẩy củ, và tầm này mùa hè sẽ là nó sẽ ngủ hè. Đấy, thành ra đến khoảng tháng 7, tháng 8 thì ban đầu nó sẽ mọc lại. Thì sẽ lưu ý đến mọi người về việc là những việc mà khi mọi người lấy cái củ về thì sẽ bảo quản hoặc là dùng hoặc là trồng, và cần phải lưu ý như thế nào để nó sau mình trồng này, thứ hai nó để khỏi bị thối. Đấy, khi mọi người để này, cái đối với củ thực dược nó sẽ như kiểu củ khoai, củ sắn mình ấy, có chùm nhiều chùm ít, củ chùm củ to chùm củ nhỏ, nhưng mà cũng không cần phải quá là quan trọng là to hoặc là nhỏ lắm, nó chỉ cần tầm khoảng đồ khoảng như ngón tay hoặc to ngón tay, to như ngón tay là bắt đầu có thể dùng được. Đấy, thì ở đây có những cái màu khác nhau, đấy, đỏ này, màu tím này, màu vàng, màu hồng, cánh sen. Đây, cái lưu ý thứ nhất đấy là chúng ta khi lấy củ về thì chúng ta sẽ vùi và giữ ẩm nó. Đấy, thì tầm thời điểm này nó sẽ chưa mọc, chúng ta sẽ vùi vào cát. Chùm ví dụ như nhỏ nhỏ này thôi. Thì cái chúng ta phải dùng cái cát này này. Dùng cát xây dựng bình thường thôi. Đấy, thì đấy giữ ẩm là nó. Đây, chẳng hạn chùm như này thì mình sẽ vùi như này. Và chúng ta sẽ lấp ở vừa kín hết là được, không cần phải lấp sâu như kiểu mình trồng đâu. Lấp kín hết, sau đấy là mình tưới, thỉnh thoảng tưới giữ ẩm, chẳng hạn như cái cát này nó vừa mưa thì nó cũng đã ẩm và mát mát rồi, thì mình có thể tưới, thỉnh thoảng tưới thôi, không phải tưới như của mình trồng, mà tưới để giữ ẩm cái cát, cho nó giữ cái ẩm của cái củ được, từ cái ẩm của cái cát để giữ ẩm cho củ đấy, chứ không cần phải tưới nhiều, ngày nào cũng tưới hoặc là một hai ngày tưới như kiểu là khi mình trồng cây nhá. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình khi mình lưu ý là mọi người hỏi là có tách cái củ này ra hay không, thì bây giờ hiện tại thì mọi người nên để cả chùm như thế để vui luôn. Muốn tách thì mọi người nên đến khi nó mọc rồi ấy thì bắt đầu mình mới tách. Đấy, khi mọc thì nó sẽ mọc cái mầm của nó ấy, sẽ mọc ở đây, đúng không ạ? Nó sẽ mọc ở cái phần cổ này. Đấy, cái phần cổ này nó không mọc ở cái mầm ở xung quanh này như kiểu là củ khoai tây hoặc là củ khoai mình đâu, và nó sẽ mọc ở cái phần cổ này. Đây thì nó đang ngủ hè chưa có mọc đâu, nên là chưa cho mình xem được. Đấy, cái phần này, cho nên là quan trọng là phải giữ được cái phần cái củ cái đầu này, còn nếu mà trường hợp nó đã gãy hẳn ở chỗ này thì nó sẽ hay bị thối. Đấy, và thứ hai nữa là mình tưới nhiều quá nó cũng hay bị thối. Đấy, cho nên là giữ, quan trọng là giữ cái này. Còn nếu mà đến khi cắt ấy, thì mọi người để cho nó mọc mầm lên rồi. Đấy, sau mình lôi lên, đấy, mình thấy mầm thì mình sẽ cắt, thì nó sẽ chắc ăn và nó sẽ đảm bảo hơn. Còn bây giờ cắt thì mọi người không biết là cắt kiểu gì, đấy, hoặc là chưa biết mầm thì mọi người cắt có thể làm hỏng cái củ nó đi. Đấy là những cái lưu ý đó mọi người. Thì tầm này dâm ủ như thế, hoặc là để vào chỗ mát này. Đấy, xong là đến khoảng tháng 7, tháng 8 khi nào bắt đầu thấy mầm thì bắt đầu mình mọc lấy, mình bắt đầu mình đưa ra, mình trồng, mình cắt ra, trồng cũng được, hoặc để cả chùm, trồng cũng được, để cả chùm. Nếu mà chậu như này đến khi nó hơi rậm rạp thì chẳng hạn một chậu như này thì tầm khoảng một chùm nhỏ nhỏ như này thì được này, hoặc là một hai củ thôi. Đấy, là được. Còn nếu mà mình trồng ở cả chùm cỡ to như này, xung xuê như này thì nó sẽ quá là rậm rạp và quá là dày. Đấy,
thì cũng lưu ý với mọi người như thế nhé. Đấy là về cái củ thực dược. Và củ thực dược thì đặc biệt là những vùng thời tiết nóng thì mọi người lấy cái củ này thì hợp lý hơn, bởi vì cái cây ấy, thì mọi người mỗi khi mình gửi cây con ấy, thì nó hay bị thối lắm, thối nhuyễn chuyễn như gì luôn, rất là nhanh, rất là rất dễ hỏng, cho nên là cái củ vẫn là một cái lựa chọn mọi người có thể dùng nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người.